từ nha, đừng gửi gì hết nha. Mai mốt em dẫn Kim Nhung đi đi kinh ID rồi đi social đồ rồi ba chị chơi nha. Ok, ba giúp các chị có gì từ từ nè đáng, đừng có mong nhiều, nếu mình được thì qua. Điều kỳ diệu, sau nhiều năm ca sĩ Kim Ngân đã có thể nói chuyện lại với mẹ ruột của mình. Câu chuyện về nữ ca sĩ Kim Ngân là câu chuyện cho đến bây giờ. Nhiều khán giả vẫn rất xót xa cho số phận của một người nữ ca sĩ xinh đẹp. Từ trên đỉnh cao danh vọng, nay lại trở thành một người lang thang và tinh thần lại không ổn định. Câu chuyện của nữ ca sĩ tưởng chừng đã chìm vào trong quên lãng. Trên phố Bangsa, hình ảnh một bà lão tóc rối bù, trên vai thường đeo một giỏ sách và những bịch đồ treo lủng lẳng xung quanh. Đi ngang qua họ, có người thương xót cho một chút tiền và không ai còn nhắc đến tên về cô ca sĩ Kim Ngân đó nữa. Nhưng cách đây 2 năm, câu chuyện về nữ ca sĩ đã được mọi người chú ý nhiều hơn khi hình ảnh của nữ ca sĩ được nữ danh hài Tí Nga chăm sóc và những câu chuyện về cuộc đời của cô được mẹ ruột kể lại, khán giả mới thấy được cuộc đời phong ba bão táp của nữ ca sĩ đã phải trải qua. Xót xa nhất là nữ ca sĩ không còn nhớ gì đến ba người con ruột của mình. Câu chuyện nữ ca sĩ Kim Ngân được Thúy Nga giúp đỡ từ một người homeless ngủ trong khu máy giặt. Những khi thời tiết vào mùa đông ở Cali, trời lạnh giá, nữ ca sĩ phải trùm kín cả cơ thể nằm co ro giữa trời đông gió rét. Có những khi nữ ca sĩ đã bị những người vô gia cư khác ác ý đã cắt đi một góc bên tai của nữ ca sĩ. Điều đó đã làm cho nữ ca sĩ ám ảnh. Và câu chuyện Ngân Nga đã ồn ào suốt một thời gian khi một người tự nhận là em họ của nữ ca sĩ đã đưa nữ ca sĩ về nhà mình chăm sóc. Thời gian đó, mẹ ruột của nữ ca sĩ từ tiểu bang xa xôi, bà cũng đã bay qua Cali cùng con gái út là Cathy đến bên Thúy Nga để an ủi và khẳng định về người em họ là Gia Nguyễn. Tôi không nhờ cậu giúp đỡ hay nuôi con gái của bà. Trong ngày sinh nhật của nữ ca sĩ, mẹ ruột Kim Ngân đã không dám lại gần để mà gặp con gái mình. Bà chỉ có thể mua quà tặng cho nữ ca sĩ. Bà nói với Thúy Nga, bà chỉ có thể đứng từ xa và ngó con mình thôi, vì khi thấy bà, có lẽ Kim Ngân sẽ giận. Người nuôi ca sĩ Kim Ngân từ bé, gia đình của dì Mười đã gọi điện cho Thúy Nga, đã kể về lý do vì sao Kim Ngân giận mẹ ruột của mình. Tôi và mẹ Kim Ngân là bạn dì ruột, đã nuôi Kim Ngân từ mấy tháng cho tới khi ca sĩ Kim Ngân đến mẫu giáo thì mẹ Kim Ngân mới xin lại về nuôi, sau đó là giải phóng luôn và đưa Kim Ngân đi nước ngoài. Ca sĩ Kim Ngân là con gái đầu lòng và mẹ Kim Ngân lấy chồng rất sớm, khoảng 15-16 tuổi. Người bà con này xưng với mẹ Kim Ngân là chị họ. Lúc đó tôi là sinh viên, đang học ở Sài Gòn, quê ở Vĩnh Long. Tôi có qua nhà bà cố của Kim Ngân, tức là bà ngoại của tôi, thấy Kim Ngân nằm trong võng, thấy thương quá. Lúc đó Kim Ngân được mấy tháng. Người này nói tiếp, trước đây khoảng 3-4 năm trước, có một chị họ ở Canada, bà con kiếm Kim Ngân, và người dì này cũng qua Mỹ kiếm Kim Ngân ở phố Bangsa. Nhưng không được, bà nói không ai tìm được Kim Ngân cả, kể cả mẹ nó kiếm nó cũng trốn. Sau này mẹ của Kim Ngân về Việt Nam, và sau đó qua Mỹ lại, cũng mua nhà, làm căn phòng riêng cho Kim Ngân ở. Mẹ Kim Ngân nói với tôi, Kim Ngân ở mấy ngày, nhưng rồi cũng đi, và người bà con bên Canada đã qua Bonsa, năn nỉ Kim Ngân về nhà mẹ ở. Dẫn Kim Ngân đến đứng trước cửa nhà, không chịu vô, năn nỉ hoài mới chịu vào. Nhưng chỉ ở thời gian ngắn rồi đi, và người dì này cho biết lý do Kim Ngân bỏ đi là mẹ Kim Ngân cằn nhằn Kim Ngân cái gì đó. Rồi Kim Ngân cuốn gói đi, dì này còn nói thêm, Kim Ngân không có hút ma túy như những gì trên mạng đăng tải. Người nhà dưỡng Mười còn kể lại cách đây 3 năm, người bà con bên Canada lúc qua thăm Kim Ngân, nói chuyện thì bình thường lắm, nhưng một lúc nào đó thì thay đổi tính tình, như một người đàn ông và người bà con này, cùng mẹ Kim Ngân mới bàn đưa Kim Ngân lên chỗ, một sư thầy để thầy giúp đỡ. Nhưng khi ca sĩ Kim Ngân đang ngồi trong xe hơi rồi, thì thấy mẹ mình từ xa, liền bước xuống xe bỏ chạy, bất kể nhiều xe ô tô trên đường, và người cháu này chạy theo hoảng hồn luôn, và Kim Ngân đi luôn. Và Thúy Nga hỏi mẹ Kim Ngân và Kim Ngân có khác nhau cái gì không? Thì người dì này nói, nó khác chứ. Như khi về ở chung mấy tuần, nó bắt mạng với mẹ cái gì đó, nên nó bỏ đi. Và bà nói mẹ Kim Ngân thời trẻ rất đẹp, đi ra đường người ta nhìn rất nhiều, nhưng thời đó Kim Ngân đẹp hơn vì còn trẻ. Thúy Nga nói do mẹ Kim Ngân không thường xuyên tiếp xúc với con, không nuôi con, nên tình cảm mẹ con không có gần gũi. Hình ảnh mới nhất về nữ ca sĩ Kim Ngân tại phố Bangsa, khi được ba người bạn sau này là chị Võ Cali và người đẹp Cali, chị Kim Trương Cali giúp đỡ và đã có thể kết thân được với nữ ca sĩ Kim Ngân. Trong những video gần đây, có thể thấy nữ ca sĩ rất giản dị khi đứng trước máy ghi hình. Nữ ca sĩ bây giờ có phần tỉnh táo hơn. Đặc biệt cách đây ít ngày, chị Kim Trương đã liên lạc được với mẹ nữ ca sĩ. Trong ngày hôm đó, mẹ nữ ca sĩ đã gọi điện cho Kim Trương trong lúc hai người đang đến quầy ăn.
Hình ảnh mẹ nữ ca sĩ mới đây trông bà tiều tụy đi rất nhiều so với cách đây 2 năm bà lên truyền thông bên hải ngoại để nói về vấn đề ồn ào của con gái mình trong thời gian danh hài Thúy Nga chăm sóc và người cháu họ là Gia Nguyễn. Trong ngày hôm nay có thể thấy Kim Ngân đã nói chuyện được với mẹ ruột và khuyên mẹ mình đừng gửi tiền cho mình nữa. Mẹ ruột Kim Ngân hỏi Kim Trương bên Cali có lạnh không và bà có ý định mua cho Kim Ngân áo ấm. Nữ ca sĩ đã nói thôi khỏi mẹ. Mẹ Kim Ngân nói với chị Kim Trương mình sẽ gửi đồ qua nhà Gia Nguyễn. Nghe câu này Kim Ngân lại nói mẹ đừng có đưa gì qua nữa cả. Kim Trương người đi cùng với Kim Ngân nói mai mốt em và Kim Ngân bay qua đó thăm chị vài ngày. Ngày nào chị nghỉ thì cho tụi em biết. Mẹ nữ ca sĩ nói mình nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Trong lúc mua đồ chị Kim Trương liên tục quay hình ảnh nữ ca sĩ Kim Ngân cho mẹ ruột nữ ca sĩ xem. Sau khi rời khỏi tiệm Kim Trương tạm biệt mẹ ruột nữ ca sĩ. Kim Ngân cũng nói xen vào có gì thì mẹ cứ từ từ ráng đi, đừng có mong nhiều, nếu được thì qua, còn lâu lắm, đừng có mà mong. Làm Kim Trương và mẹ ruột nữ ca sĩ cũng phải bật cười.